Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì trong video clip trước về mẫu tút xanh, mình có chia sẻ về tút xanh bản tiêu chuẩn á, thì có bạn Long Vũ Phạm có hỏi về cái nút chữ B trên mẫu xe tút xanh này. Thì nút chữ B đó, bạn hỏi là nút chữ B đó có công dụng là gì, và khi nào mình bật hay là lúc nào nó cũng bật, và cơ chế hoạt động của nó. Thì trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn mọi người về cái cơ chế mà nó hoạt động như thế nào và công dụng của nó là cái gì ha. Rồi, đầu tiên là về chức năng của cái nút chữ B này. Thì cái nút chữ B này á, là nó là vị trí công tắc bật hoặc là mình tắt cái cảm biến hỗ trợ đổ xe trước sau, hay mình dùng cái từ đơn giản là cảm biến trước và cảm biến sau quý anh chị. Mình có thể bật hoặc tắt nó. Tại vì nếu như mà mình không có tắt nó đi á, khi mà mình di chuyển trong đường phố, và lúc đó các xe mà nó khoảng cách nó gần nhau, thì lúc này cái âm thanh nó báo liên tục rất là ồn. Mình không có mình nhắc đó nó ồn, mình không có tập trung để mình lái xe được, hay quý chị, thành ra mình mới có nút là bật hoặc tắt. Tuy nhiên, cái nút này mình cũng chia ra làm hai phần để nói cho quý anh chị mình dễ hiểu. Phần thứ nhất là khi mà anh chị đi số lùi á, đi số lùi R, thì dù anh chị không có bật cái nút chữ B này lên, có nghĩa là nút chữ B này nó tắt đi á, thì khi mà anh chị lùi xe thì tự động cái nút chữ B này nó sẽ sáng. Thì khi mà nó sáng rồi á, là nó sẽ phát hiện cái vật cản ở phía trước cũng như là cái vật cản ở phía sau khi quý anh chị mình lùi xe. Từ đó sẽ giúp cho mình phát hiện được cái vật cản để mình có thể mình phòng tránh nó. Và cái cách mà nó nhận biết á, thì nó sẽ báo cho anh chị bằng âm thanh cũng như là hình ảnh ở trên cái màn hình vị trí chỗ chỗ tài xế, chỗ bắt tài á, để cho mình có thể quan sát ha. Tránh mà khi mình bị hố, mình bị hố, thì lúc đó nó sẽ gây chạy xước xe của mình. Đó là khi mình lùi ha quý anh chị. Còn khi mà và trong lưu ý là khi mình lùi thì tốc độ nó cũng phải dưới 10 thì cảm biến này nó mới hoạt động. Còn nếu như mà tốc độ mà trên 10 km/h thì cảm biến này sẽ không hoạt động ha. Nhưng mà thường lùi thì ít ai chạy nhanh lắm, lùi thì người ta sẽ chạy từ từ để người ta còn quan sát trước sau nha quý anh chị. Cái đến cái phần thứ hai là khi mình chạy tới, khi chạy tới ha, có nghĩa là khi mình đưa về số D á, mình chạy á, thì khi quý anh chị mà chạy tới thì cái nút B này nó sẽ không ngẫu nhiên mà nó bật, mà lúc đó nó cần anh chị phải bật hoặc tắt cho nó. Bật hoặc tắt cho nó ha. Và khi mà quý anh chị mình bật nó lên thì lúc này xe của mình chạy với tốc độ là 10 km/h, thì cái hệ thống cảm biến này nó sẽ tự động phát hiện ra vật cản và nó sẽ thông báo cũng bằng âm thanh và hình ảnh. Còn khoảng cách như thế nào thì em sẽ để trên màn hình này, quý anh chị có thể tiện mình theo dõi ha. Và thêm một trường hợp nữa là khi mà mình chạy trên 10 thì sao? Nếu như anh chị mà chạy tốc độ từ 10 mà dưới 30 á, thì lúc này cái nút chữ B á, này nó vẫn sáng, nhưng mà cơ chế thì nó sẽ không hoạt động ha. Nó sẽ nằm chờ, nó sẽ ở vị trí gọi là chờ. Khi nào mình chạy dưới tốc độ 10 và có vật cản phía trước thì nó sẽ báo. Còn trường hợp mà anh chị chạy tốc độ trên 30 km/h luôn thì nó biết là anh chị đang đang có lộ trình là chạy và ít có vật cản ở phía trước, thì lúc này á, là nó sẽ tự động nó tắt luôn cái nút chữ B, tắt luôn nút chữ B, nó sẽ không còn ánh sáng màu cam nữa, thì để cho tránh tình trạng mà mình bị mất tập trung khi mình lái xe của anh chị. Đối với cái cảm biến ở phía trước á, đối với cảm biến phía trước thì em sẽ để cho anh chị cái thông báo về cái tiếng mà báo âm thanh cũng như là cái khoảng cách như thế nào, và với cái mức âm thanh đó, cái mức khoảng cách nào thì nó sẽ báo ra mức âm thanh là kêu kêu liên hồi hoặc là kêu từng đoạn hay là kêu chậm nha, để cho quý anh chị mình có thể theo dõi. Trong quá trình sử dụng xe thì nếu như quý anh chị cứ gặp vướng mắc gì thì cứ có thể để lại phần comment ở bên dưới, thì em sẽ có thể tham khảo với bên bộ phận cố vấn dịch vụ để cố gắng chia sẻ đến quý anh chị nhiều cái thông tin hữu ích trong quá trình sử dụng xe, để cho mình lái xe nó thoải mái hơn và nó an toàn hơn, và mình sẽ hiểu về các tính năng để nó phục vụ cho mình một cách tốt hơn. Rồi, xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.